Đã có không ít những vụ hỏa hoạn xảy ra trong những ngày gần đây để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mới đây hỏa hoạn lại xuất hiện ở một nhà kho chứa dây dép tại thành phố Hải Phòng. Đáng chú ý, ngôi nhà này nằm trong khu dân cư đông đúc, có diện tích khoảng 100 m2, lợp mái tôn sắt. Rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người. Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều ngày 4 tháng 11 tại ngôi nhà rộng khoảng 100 m2, được dùng để chứa hàng hóa là dây dép. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bình, kho chứa giày dép trên của ông Phạm Văn Quang ở thôn 8, xã Hòa Bình, nằm trong khu dân cư Đông Đúc. Do chứa các chất dễ cháy là dây dép, nên khi xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm cả nhà kho. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Công an huyện Thủy Nguyên huy động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng 4 xe cứu hỏa đến dập đám cháy. Trước nguy cơ đám cháy có thể lan sang kho hàng lân cận, vừa nỗ lực dập lửa, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phá rỡ tường nhà kho và huy động lực lượng quần chúng sơ tán tài sản, hàng hóa, ngăn chặn cháy lan sang kho và ngôi nhà bên cạnh. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Ban đầu xác định không có thiệt hại về người. Hiện các lực lượng chức năng đã tiếp nhận hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh trong công tác phòng chống hỏa hoạn trong khu dân cư mỗi người dân cần thay đổi nhận thức nâng cao ý thức trách nhiệm đối với vấn đề an toàn cháy nổ có phương án chủ động phòng ngừa để bảo vệ tính mạng tài sản của chính bản thân gia đình và cộng đồng